Xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Một cái điều tôi rất là mong muốn mà nhấn mạnh trong ngày hôm nay đó là cái xuất huyết não do tăng huyết áp. Thì trong cộng đồng đó, cái chỉ số bệnh nhân, nghĩa là cái tỷ lệ bệnh nhân bị tăng huyết áp rất là cao, thậm chí có thể là hơn 50% những trường hợp trên 60 tuổi thì có cái tỷ lệ tăng huyết áp. Và mức độ tăng huyết áp càng cao thì cái nguy cơ xuất huyết não trong cộng đồng càng lớn. Điều này đã được y học chứng minh. Nếu mà cái mức huyết áp từ 180mm thủy ngân mà chúng ta không điều trị thì rất là dễ dàng bệnh nhân sẽ có một cái xuất huyết não do tăng huyết áp ác tính. Tuy nhiên trong cộng đồng thì rất ít trường hợp bệnh nhân quan tâm đến bệnh tăng huyết áp. Khi bệnh nhân đã có những cái biểu hiện bất thường rồi của tăng huyết áp như là nhức đầu, nôn ói, thậm chí có trường hợp chảy máu mũi do tăng huyết áp thì bệnh nhân mới đi đến bệnh viện. Và phần lớn người ta đến bệnh viện người ta nói rằng là tại vì tôi thấy bình thường, do đó thì tôi không quan tâm. Huyết áp của tôi bình thường nó là 160, 180, nhưng mà tôi cảm giác bình thường. Thì ngày hôm nay trong cái chương trình này tôi xin thưa quý vị rằng là gì, nếu như huyết áp của chúng ta hơn 120mm thủy ngân thì chúng ta đã nằm vào nhóm bệnh nhân là bị tăng huyết áp rồi đó, chứ không phải là đợi đến 150, 160 hay là 180 mà vẫn gọi là bình thường, thì đây là một cái điều hết sức là sai lầm. Và cái việc lơ là như thế đó, cái việc mà bệnh nhân không khám, không điều trị tăng huyết áp, thậm chí có rất nhiều trường hợp điều trị rồi nhưng mà không theo dõi định kỳ, làm cho cơn tăng huyết áp đột biến, bệnh nhân tự ý ngưng thuốc, giảm thuốc, đã làm cho cái bệnh nhân đột quỵ, xuất huyết não gia tăng. Và chính bản thân chúng tôi cũng đã gặp những trường hợp rất là đau lòng, nghĩa là những trường hợp đang điều trị tăng huyết áp nhưng mà không thường xuyên và không tái khám, và thậm chí có những trường hợp tôi từng chứng kiến đột quỵ rất là thương tâm, bệnh nhân là đang trong cái lứa tuổi làm việc cống hiến cho xã hội, tự nhiên là bị một cái cơn tăng huyết áp đột biến và sau đó xuất huyết não và hôn mê và tử vong sau đó 3 ngày. Thì đây là những trường hợp chúng ta đã từng chứng kiến rồi, giống như những trường hợp này thì rất là đau lòng. Cái việc điều trị tăng huyết áp hiện nay thì cũng khá là đơn giản. Ngày nay chúng ta có rất nhiều loại thuốc và việc phối hợp hoặc là đơn trị nói chung là gì, bằng mọi cách thì chúng ta làm sao đưa mức huyết áp càng gần với 120mm thủy ngân càng nhanh càng tốt, để tránh được cái biến chứng xuất huyết não có thể dẫn đến tử vong ở trong trường hợp này. Và một cái câu hỏi cũng rất là thường gặp trong cộng đồng đó là khi mà huyết áp đang điều trị, đang uống thuốc trở về bình thường rồi thì có được quyền ngưng thuốc hay không? Thì nguyên tắc chung là chúng ta phải hết sức cẩn thận, chúng ta không được phép ngưng thuốc huyết áp đột ngột, mà chúng ta phải giảm liều từ từ đến một cái liều tối thiểu mà huyết áp không lên trở lại thì chúng ta mới được phép ngưng. Do đó thì phần lớn những trường hợp điều trị tăng huyết áp trên 60 tuổi thì gần như là chúng ta không được phép ngưng thuốc. Mà điều trị tăng huyết áp có rất nhiều trường hợp bệnh nhân trẻ đó, đặc biệt là trong giới bệnh nhân trẻ thì đôi khi chúng ta điều trị một thời gian ngắn huyết áp có thể phục hồi, có thể trở lại bình thường, nhưng mà đối với người lớn tuổi thì gần như là việc uống thuốc là thường xuyên và gần như là suốt đời. Và cái việc ngưng thuốc huyết áp chúng ta luôn luôn phải tham khảo bác sĩ chuyên khoa và phải được bác sĩ theo dõi kỹ, là khi giảm liều huyết áp không lên trở lại thì chúng ta mới được phép ngưng. Và tại sao chúng ta phải làm như thế? Để tại vì làm như thế thì cái mức huyết áp chúng ta mới không có một cái tăng huyết áp đột biến sau khi một cái hội chứng nó gọi là tăng huyết áp tái lập, và khi chúng ta ngưng thuốc đột ngột thì có thể làm cơn tăng huyết áp đột biến và bệnh nhân có thể diễn tiến tử vong. Và đau lòng hơn nữa là gì, có những trường hợp bệnh nhân bị tăng huyết áp hoàn toàn không có những biểu hiện gì cả, không nhức đầu, không nôn ói, không yếu tay chân, nhưng bệnh nhân lại có biểu hiện đó là chảy máu mũi lặp đi lặp lại nhiều lần. Do đó thì rất nhiều trường hợp bệnh nhân chảy máu mũi đi khám tai mũi họng và được điều trị viêm xoang chẳng hạn, thì các bác sĩ tai mũi họng thì thường là không có quan tâm nhiều đến cái bệnh lý tăng huyết áp. Thì nhân đây chúng tôi xin chia sẻ với quý đồng nghiệp, nếu như chúng ta có những trường hợp bệnh nhân lớn tuổi mà chảy máu mũi nhiều lần thì chúng ta phải chú ý khám thêm chuyên khoa tim mạch để coi là bệnh nhân này có những cái cơn tăng huyết áp ác tính gây chảy máu mũi hay không. Thì đó là một trong những cái biểu hiện sớm của cơn tăng huyết áp ác tính, mà nếu chúng ta không điều trị kịp thời thì bệnh nhân có thể xuất huyết não tử vong. Và thường là những cái xuất huyết não do tăng huyết áp khi mà nó diễn tiến rồi đó thì chúng ta sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào hên xui là chính, tại vì chúng ta không thể nào cầm máu, chúng ta không thể nào gây tắc được những cái mạch máu ở vùng xuyên. Và cách đây vài ngày thôi thì chúng ta cũng đã chia tay một cái trường hợp đột quỵ rất là trẻ thôi, xuất huyết não do tăng huyết áp, và cái vùng xuất huyết nằm ở cầu não hành não và gần như là chiếm toàn bộ cầu não hành não, và bệnh nhân đã ngưng tim trên đường đi đến cấp cứu. Và chúng ta thấy rằng là khi mà đến cấp cứu rồi thì chúng ta là hoàn toàn là bó tay và bệnh nhân thì tử vong trong vòng 24, chưa đầy 24 giờ từ lúc phát bệnh cho đến lúc tử vong, thì buổi sáng cho đến khoảng buổi chiều là bệnh nhân tử vong.